Chiều nay anh xã Linh ảnh mua 3 cái dợp nè cô chú anh chị. Dợp này dợp nuôi á, nên mấy con nó cũng đều đều với nhau không à. Linh sạc rồi nãy giờ rồi nè, Linh ngâm nước nữa. Sạc mà mấy cái xanh xanh này nó đóng nó không có ra. Linh sạc bằng chải rồi lấy cước kỳ nữa mà nó không có ra cô chú anh chị. Linh ngâm nãy giờ biết bao lâu rồi nè. Bữa nay dợp này Linh đem Linh nướng mỡ hành. Ăn lâu dữ rồi không có mua dợp gì nướng mỡ hành á. Bữa nay Linh xã Linh thấy người ta có bán nè. Cái mua 3 kg. Nhiêu đây 3 kg nè cô chú anh chị. Linh nướng nè. Tối quá rồi, nướng không biết đựng nhiêu đây. Nếu nướng không kịp thì Linh đi luộc xả. Còn nếu muốn nướng kịp thì Linh sẽ nướng hết luôn. Giờ Linh sẽ đi đổ cái phần dợp này ra. Đây là Linh nhúng cái bếp. Cái bếp giờ nó đen thui. Ít than của chú anh chị nướng mà biết là nó đen. Đốt lửa nó từ từ nó cháy. Nãy giờ Linh tách ra được nhiêu đó cô chú anh chị. Đem bắt lên nướng này nè. Linh có làm cái nước sốt này. Nước sốt làm cho nó ngọt ngọt mặn mặn chua chua. Chút Linh dưới lên cái con dợp á, dợp nướng á, với làm chén mỡ hành nữa nè. Mỡ hành chút dưới lên cho nó thơm. Nay chiều tối Linh không có mua đậu phộng, nó có đậu phộng dưới lên ăn nó ngon lắm. Cái con này nó sôi vậy nè, Linh bỏ vô, bỏ cái nước sốt này lên. Nướng này nó chảy nước nó tắt lửa hết cô chú anh chị. Nướng này lâu quá à. Còn ít lại Linh luộc luôn này. Linh nướng cho anh xã Linh nhiêu đây rồi. Còn nhiêu Linh sách Linh luộc cho nó nhanh. Bỏ lên dưới lên hết. Thơm. Dợp này nó cũng ú ú không nè cô chú anh chị. Dợp này dợp nuôi mà nó ú. Cái con nó sâu nhiều. Nãy giờ Linh đốt lửa nó tắt queo hết rồi. Bỏ mỡ hành vô luôn. Thơm, bỏ mỡ hành lên là nó thơm mình nè. Bốc mùi thơm phức luôn. Đó. Bỏ lên, bỏ lên. Nó tràn nước ra ngoài nó đổ nó tắt lửa. Linh nướng bao nhiêu đây? Tối rồi, không có đốt lửa nữa. À, nó nghiêng là nó đổ, đổ nước ra. Rồi còn nhiêu Linh xách đi luộc hết luôn. Linh nướng lâu quá, Linh bắt lên Linh luộc luôn nè cô chú anh chị. Nó chưa chín nữa. Luộc xả. Đợi lại một tí nữa chín nữa. Linh luộc nãy giờ chắc cũng đã chín hả? Linh dở ra, nó sôi quá trời luôn cô chú anh chị. Nó hả họng hết rồi nè. Nó teo lại. Nó teo lại còn ba lớn nè cô chú anh chị. Linh tắt lửa. Nó chín này Linh đổ ra. Luộc ra một mâm luôn nè cô chú anh chị. Dập thì nó teo à. Linh làm cái chén nè. Muối tiêu nè. Ăn thử con. Dập nuôi thì luộc nó teo rồi. Chấm cái muối ớt đổ muối tiêu chanh.
ngon quá. Chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Dợp thì nó dai dai ngọt ngọt. Ngon quá cô chú anh chị. Thử cái nước xả thôi. Cái thơm. Cái thơm mùi xả. Làm con nữa. Chiều ăn tàn cuộc rồi nè cô chú anh chị. Ăn rồi đi hết rồi. Còn lại Linh dẹp nè. Nhà toàn là đàn ông không à. Ăn rồi còn có ơn phụ nữ bao sòng hết luôn. Ăn sạch sành xanh hết trơn. Video của Linh đến đây cũng xin khép lại nè. Cô chú anh chị xem video á, có thích ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên khích lệ tinh thần cho Linh nha cô chú anh chị ơi. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị video tiếp theo.